những cái gì mà nó đẹp đẹp nó thu hút mình lắm. Giống như anh vậy đó. Trai em thì người có nhiều đứa yêu. Gu của chị năm chị 18 tuổi á là chị Son. Ông chọn như quả trứng gà. Ô thì đội mũ. Anh thì yêu em. Được nha. Không phải em không phải chơi Son đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những chàng trai vừa rồi bị cú lừa. Em xin lỗi vì nếu có lỡ làm. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi lớp chơi Son. Em đã yêu anh Phương gần 500 ngày. Khi em buồn thì em làm gì? Ngắm anh. Trời. Bây giờ em muốn về đâu? Về chỗ của anh. Trời. Nghe ôm em cái được không? Nhìn thấy câu châm ngôn này là động lực của em để em đi tới đây tỏ tình với lại người tình trong mộng của em. Khi mà em có mặt anh sẵn sàng tiếp đón em có nên không? Em muốn đi cùng anh. Em thường là thích là nuôi thú cưng và thích những cái điều rất là dễ thương ạ. Rất là nhiều năng lượng. Jason, em đang làm gì đấy? Em đang làm gì đấy? Thú cưng về đội của em nhé. Bạn thích mèo đúng không? Dạ đúng rồi. Mình giao lưu mèo tí nhỉ. Nhà bạn mấy con mèo lông màu gì, giống nào nhỉ? Em là mèo Anh Lai Ta ạ. Thì em đang nuôi một bé, hiện tại là 2 tháng tuổi. Dạ. Nhưng mà được 2 cái nhỉ? Dạ cái ạ. Giao lưu được đấy. Giao lưu cho biết thôi. Alo. Em dậy chưa? Tiếng Jason hay ha. Sao mọi người ngọt thế nhỉ? Em vừa mới dậy. Dậy nhanh đi nhá, đánh răng rửa mặt đi, rồi lát anh đến đón. Ok không? Ok. Ok em, anh nhớ em. Lần đầu tiên trong cuộc đời em, 6 chàng trai, 5 chứ, 5 chàng trai tỏ tình. 6. Bây giờ có yêu không? Bây giờ có yêu không? Ok. Nói. Yêu luôn. Đó, thấy không? Ok, sau 1 nha. Thôi anh không tỏ tình em nha, nhưng mà em thắng là xứng đáng á. Tỏ tình chứ anh, em muốn anh tỏ tình mà. Cái gì vậy? Tỏ tình đi. Tỏ tình em à? Trời ơi. Đi nào, coi nhạc ơi. Ôi sao? Deep nào, deep nào, okay, sâu này. Em ok. Chơi Sơn. Em yêu giùm anh đi. Ok. Chấp nhận. Trời dễ quá hả? Rồi. Anh Jackie kìa. Bình ngang xong hai đứa mình tựa lưng với nhau ấy. Trời ơi. Thơm mộng dữ. Chị trời đấy. Làm cái gì nhỉ? Anh ơi cho nhạc Titanic anh ơi. Anh cho em cái nhạc gì đó cũng sâu hơn nữa tí. Xong anh quay lại ôm em từ phía sau nhé. Thơm mộng hơn này. Thật ra là ra về hai đứa. Nhạc này là nhạc ra về luôn á. Nhạc vô đi. Đừng ủn buồn cười thật. Thật ra là nóng lắm rồi. Quay từ hôm đến giờ ấy. Bớt đi ông ơi. Ngồi cạnh nhau ấy.
Tỏ tình đi. Nói gì đi chứ, tỏ tình cái kiểu gì mà. Vội thế. Thôi bây giờ yêu đi, về nhà bao việc. Yêu luôn đi, về nhà bao việc. Dắt tay em về đi anh. Ơ quên, như nào nhỉ? Đi về đi. Ok. Mới đâu á? À đi. Ok. Tôi xin à, em nghĩ sao về việc tình yêu đồng giới? Em nghĩ sao về việc tình yêu đồng giới? Em không đồng ý, mời anh. Thanks. Sọt à? Sọt. Mà em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Trời ơi. Kiểu này kiểu nó không yêu phát chết liền mấy ông ấy. Em không thể không yêu anh. Cảm ơn em. Em ơi, dây dai của em ơi. Hèn gì em đã để lại dấu son trên áo anh. Yêu. Rồi cho em xin nét nhạc ấy. Nhạc cho nó có tình cảm để diễn cho nó. Bây giờ cho xin một nét nhạc để anh rap này. Em diễn nét ad hẹn nha mọi người. Em nhìn em kìa, có giống đứa con gái không chứ? Mình sướng. Dạ sao? Có muốn đi về với tôi không? Đi ra cánh cửa đằng sau không? Đi. Đi luôn. Dạ, ok. Đi luôn. Cảm ơn. Dễ thương. Dạ có. Đông, 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 đông. Son chỉ muốn nói rằng, nói một câu với người nếu mà chưa, nếu mà cưới rồi đi, nếu đã cưới rồi thì Son muốn nói là cảm ơn người vợ của mình rất nhiều về tất cả. Còn đâu nếu mà chưa cưới thì Son muốn nói là em lấy anh không, có muốn về nhà với anh không. Anh quay lại chuyện lúc nãy chút nha. Yeah. Anh xài nước hoa nhưng mà bạn nữ đó thì bạn nói là thôi anh đừng có xài nước hoa nữa. Bởi vì em thích cái mùi tự nhiên. Bạn nữ trước đây của anh không. Thật ra lúc mà yêu thì cái mùi gì cũng thích luôn đấy, thật. Vì lúc em yêu cũng thế, cái mùi gì của bạn gái em cũng thích đấy. Không hiểu sao. Đúng rồi. Em cũng thích cái người mình yêu, người cái mùi của mình. Một cái sở thích kỳ lạ nhưng mà em thích hai không người đều mùi. Ừ. Không có. Anh chào bố mẹ, nếu mà bố mẹ có xem chương trình thì thực sự đây cũng là lần đầu tiên mà con chính thức nói một lời cảm ơn và con muốn nói là con cảm ơn bố mẹ rất nhiều và con yêu bố mẹ rất nhiều và con mong rằng trong thời gian sắp tới thì gia đình mình sẽ tốt hơn và con mong bố mẹ sẽ luôn luôn dành tình cảm nồng nàn nhất cho nhau và con chỉ muốn nói là con yêu bố mẹ rất nhiều. Đây. Bây giờ chơi chơi mấy cái ông này làm sao mà cười được. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi. Cười này chưa thì cười, em đếm đi, em đếm đi. Bây giờ em đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nghe răng là cười là thua đúng không? 2,
13, 14, 15, 16. Khó lắm trời ơi. 18. Kì cửa đi cho em. 20. Trắng hả? 21. Chọc chọc phải chọc thật lòng lên. 21. Chọc nghiêm túc vào. Ngon nghẻ nhặt này. Em hôn luôn, em hôn gần. Hết thời gian. Mệt, tôi không biết làm gì để cười luôn. Anh JK thắng rồi, anh JK bước qua. Trời ơi, hơn thế là thắng à? Trời ơi, son nhở? Tụi em rồi. Đó, tụi em đúng không? Ôi dồi ôi, cơ bắp thế nhở? Mọi người gọi triệu vào trước bệnh viện gì đấy đi. Thôi bây giờ em thích anh làm xấu à? Làm xấu là ra. Thôi, thằng này dễ thương lắm em ơi, làm xấu sao được. Ừ, anh làm xấu chắc cũng đẹp thôi. Okay. Anh làm xấu chắc cũng đẹp thôi. Nhưng mà thôi để anh chống đẩy nhanh 20 cái. Rồi anh ấy. 20 cái nha. Rồi pass anh Tài cầm chừng. Không, từ đã, nhưng mà 20 cái phải đợi mọi người đếm đã. Mọi người đếm. Rồi nhá, từ xuống đi đã, xuống đi đã. Xuống đi đã. Em chết ở đây mọi người ơi. Rồi, chúng mình nè. Nào, bây giờ anh đếm này. 2, 1. 1. 1. Hết chậm không là chị bước nha. 2. 3. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 5 6 7 5 4 loạn nha. 5 13 14 7 15 8 16 17 10 18 11 19 12 13 20. Anh phải cứu để xong. Không thể hơn anh được đâu. Em thấy điều đầu chương trình tới giờ em thú vị ở điểm nào? Một cô gái khá kẹo ngọt. Và em một cô gái bao dung. Anh nghĩ là điều đó là một điều mà rất đáng trân trọng của một người con gái. Cảm ơn anh. Là anh cần. Trời ơi, lúc bình phong. 1. Luyện tập. Cái điều đó hình như không phải sinh ra đâu hả? MC Ái Phương là một người giật hết cả mình. Đàn bà lực điền. Giữa chị Ái Phương, nhưng mà thực sự là về cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì về nghĩa đen trước nhá. Chị Ái Phương là một người rất là to con, bởi vì khi mà đứng cạnh chị Son mình là một người nhỏ con thì mình sẽ luôn né chị Ái Phương ra, không đứng gần. Tôi to lắm. Không có con đâu. Về nghĩa bóng thì chị Son nghĩ là chị Ái Phương là một người mạnh mẽ cả trong cả ngoài, bởi vì cái cách chị nói chuyện và cái suy nghĩ của chị Ái Phương khi mà dẫn dắt những câu chuyện cho mọi người, thì chị Ái Phương là một người thông minh. Và cho rằng chị muốn hỏi chị Ái Phương một điều, đó là gu chị Ái Phương là ai trong số người chàng trai? Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì chương trình này không có các bạn thì sẽ buồn lắm. Phương có thể mời các bạn lên đây ôm một chút nhé. Nhưng mà từ. Em vẫn muốn hỏi một câu cuối cùng, em muốn hỏi trong clip là cái gu gần nhất của chị trong 10 chàng trai là ai? Ok, câu này á thì biên tập đã có hỏi chị rất lâu rồi, nhưng mà hỏi cái vế theo cái kiểu khác. Đó là gu của chị khi mười mấy năm trước và gu của chị hiện tại là ai? Thì chị xin trả lời như thế này. Gu của chị năm chị 18 tuổi á là chị Son. Còn gu của chị năm những năm nay á thì là Phan Tony. Đôi môi thăm dò mà em ưng buồn, em chưa lời chào. Được chưa? Anh ơi, sao mặt anh đỏ thế? Anh tao đi con. Biết bạn thích màu trời, Son đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Anh hy vọng cái gì? Em nghĩ thôi màu xanh thì cứ hy vọng thôi nhỉ? Biết đâu. Ê, cũng màu xanh đúng không? Rồi,
Bây giờ thì sao? Nếu như mà một ngôi nhà của em thì nó sẽ có gì khác biệt? À, theo tính của em thì em không thích một ngôi nhà có nhiều phòng. Em thích có ít phòng đủ để dùng và em cũng như anh Tony, em cũng không thích lên tầng. Bởi vì nó khá bất tiện mà em cực kỳ ghét cái phòng trên tầng luôn. Nếu mà nhà có tầng thì em không bao giờ em ngủ ở trên cái phòng ngủ của em sẽ không bao giờ trên tầng. Em chỉ thích ở bên dưới. Và đặc biệt là em cái nhà của em thì em chỉ muốn là nuôi nhiều thú cưng thôi. Không biết là bạn Uyên có thích thú cưng? Dạ có. Ok. Ví dụ thú cưng mà cưng cỡ Jason được không em? Quá cưng luôn rồi chị. Quá cưng luôn. Dễ nuôi, dễ nuôi. Tiếp trước. Làm lại từ đầu. Tiếp đi Trung. Cái này có gai nhá. Không có gai. Ủa? Không đổi vị trí luôn à? Chạy lên. Không, đuổi, cuối cùng chạy. Đâu được. Từ từ bình tĩnh thôi. Đâu rồi? Ướt để hết à? Một người nào khác nè. Thấy có một người nào đó không bị gạch. Ai là người không bị gạch vào tim em? Có một người màu khác. Chuyến bay vào tim em, thời gian ngay bây giờ, số lượng hành khách 01, cách sử dụng trở thành người mà em thích. Biết bạn thích màu trời, Son đã bồi hồi chọn màu xanh. Màu xanh thì cứ hy vọng nhỉ, đi đâu. Ngoại hình thì em rất thích những dễ thương. Không biết là bạn nào Uyên có thích thú cưng? Nuôi dạ có. Ví dụ thú cưng mà cưng cỡ Jason được không em? Quá cưng luôn rồi chị. Gọi gì vậy? Tên lửa hả? Đúng không? Dạ. Để làm gì anh? Để... đừng nói là để bắn thẳng vào tim em, để bắn thẳng vào tim em. Mời anh vào tim của em xem có gì nào, có gì nào. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Yeah, I'm J-S-O-L. Anh cô để cho em nghe đôi lời, anh đang ở nơi không em không ngơi, mây và gió đang thay lời, anh nhớ em như luôn tiếng cười. Em đứng sâu màn mây, nơi xa chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi, cause I'm in love with you. I'm in love with you. Nó thu hút mình lắm, giống như anh vậy đó. Em tới đây thì tỏ tình, nhưng mà thật sự là muốn nghe anh nói nhiều hơn. Không phải nhất thiết là mình phải có được người đó hay là người đó phải về với mình thì em mới cảm thấy thỏa mãn. Gần anh, hiểu anh hơn thì em cảm ơn anh rất nhiều. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Yeah, I'm J-S-O-L.
anh không được cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không hơi, mây và gió đang thay lời. Anh nhớ em như luôn tiếng cười. Em đứng sau màn mây, nơi xa chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. 'Cause I'm in love with you. 'Cause I'm in love with you.